mắm muối và là các cái hạt dổi, hạt mắc khén và hạt mắc mật. Quá trình nướng thì nó tiết ra một cái nhựa xé mà ra nó thơm lắm. Khi trong quá trình mình khâu thì nó nằm ở trong này nó không cháy được. Đấy. Mình phải cắt cái gần nó đi. Thì nó không co lại. Cái độ giòn nó ngon lắm. Giòn. Xin chào buổi sáng mọi người nha. Bây giờ là khoảng tầm 7:30 sáng ở mình đang ở thành phố Thủ Đức mọi người ơi. Địa chỉ có thể thì mình sẽ đi ở phần bình luận đầu phần mô tả video nha. Cái đường này là đường Nguyễn Duy Trinh nè. Đó thuộc về quận 2 cũ á. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người món ăn đường phố cực kỳ hấp dẫn ở Sài Gòn. Đó là món ăn ở cái chỗ này nè mọi người. Đây. Chân giò rút xương. Đặc biệt quán này là chính gốc Lai Sơn, mình đã liên hệ với ảnh là trước dịch mọi người 4 tháng trước. Nhưng mà chuẩn bị quay thì dịch tới. Cũng may mắn là ảnh cũng mới từ Lai Sơn vào nên mình sắp xếp và lịch vào quay chia sẻ cho mọi người quán này về cái chân giò rút xương. Rất nổi tiếng của ảnh nha. Ngoài chân giò rút xương thì ảnh có bán vịt quay, gà nướng. Đây địa chỉ của ảnh đó mọi người. 711 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trị Đông. Mình không hiểu là tại sao ở sát bờ lại là 867 luôn á. Đây cái lợn mà đang nhấm thang mọi người. Đây anh đang chuẩn bị hang trước. Anh tạo giống một cái đường rãnh anh ha. Mình sẽ quay kỹ thuật làm hàng quán cho mọi người xem luôn. Mình thấy là anh bắt đầu anh nướng gà trước. Tại sao mình phải nướng gà trước anh ha? Tại vì trong quá trình mình nướng ấy, cái gà này nó phải cho nó than nó chưa đều ấy. Dạ. Thì mình phải cho gà lên trước thì chút nữa mình lên châm giò mới lên vịt và lên đồ sau ấy. Dạ. Thì nó sẽ đều màu. Dạ. Nó đẹp hơn. À là chứ còn bây giờ nó chưa đều. Dạ, mình nướng gà trước là cũng có mục đích hết ha. Đúng rồi, nó có một cái bí quyết riêng ấy. Dạ. Vậy là chân giò là mình phải làm than cho nó phải đều, thật là đều ha. Chân giò là phải làm sau cùng. Dạ. Than khi đó nó đều, nó bình ổn hết rồi. Dạ. Thì nó êm. Gà xong rồi chuẩn bị vịt mọi người ơi, còn cái chân giò là cuối cùng luôn. Đó, người thấy than đẹp ghê chưa? Ở đây ngoài gà còn có vịt nữa. Gà đây mình bán bao nhiêu một con anh chủ? Gà thì 150. 150, còn vịt như thế nào anh? Vịt cỏ này là 150 một con luôn. Dạ, đồng giá luôn. Còn cái loại vịt to thì mình đang chuẩn bị lên. Dạ. Ui nóng quá. Ở đây thì nhiệt độ hơi cao lắm. Thường thì khoảng mấy giờ là mình ra món rồi? Khoảng 9 giờ, gần 9 giờ là bắt đầu. 9 giờ sáng nó bắt đầu có sản phẩm bán rồi. Dạ. Chân giò là mấy giờ có anh? Chân giò thì thường thường khoảng 10 giờ. 10 giờ. Tại vì cái chân giò ấy, mình phải ăn nóng hổi nó mới là ngon. Dạ. Mà ăn cái lúc mà rắc người ta ăn cơm ấy. Dạ. Nó hợp cái rắc ăn cơm nó vừa nó ngon. Dạ. Thế mình nướng sớm quá cũng không được. Dạ. Mà nướng muộn quá thì không kịp thời gian. Dạ. Người ta tiêu dùng. Cái vịt này thấy nó to hơn anh ha. Đúng rồi, cái loại vịt này to mà cái vịt đã thóc nó ngon lắm. Dạ. Cái con này khoảng bao nhiêu ký anh? Con này nó rơi khoảng 2,4 kg. Dạ. Mắc lòng đấy. Giá khoảng bao nhiêu một con nha? Con này thì 250 một con. 250, còn cái con nhỏ này là 150. 150. Con này khoảng bao nhiêu ký anh? Con vịt cỏ ấy thì nó rơi khoảng 3,4 kg thôi. Dạ. Mắc lòng đấy. 3,4 kg là cái loại vịt nó cũng ngon. Dạ. Đặc biệt là cái than tuyển chọn đây này. Dạ. Đấy, như những cái viên than này này. Cái chất lượng của nó mịn như này này. Dạ. Mà nó là cái thân cây ấy thì nó sẽ không bị lổ, nó vỡ. Dạ.
Chứ còn nếu mà đây là cái than này mình đang lựa ra đây này. Đấy, cái than nào mà cho vào nó lỗ. Dạ. Nó nổ là nó sẽ bắn lên con vịt con gà. À, nó bắn lên thì không được. Và nó sẽ có cảm giác như kiểu là bị cát nó dính vào vịt. Dạ. Gà đấy, mình không ăn được. Nó không ngon. Thì là mình phải lửa than nó phải tốt nữa. Đúng rồi, thì nướng lên nó mới ngon. Đúng rồi, trong quá trình nào thì nó ngon hơn. Dạ. Rồi. Vịt gà. Còn cái chân giò xíu mình quay cho người xem. Cái màu vịt giờ nó lên màu rất là đẹp anh ha. Đúng rồi. Dạ. Mình nhớ màu mật ong á. Dạ. Đẹp. Ừ, vậy là vịt gà và giò là mình đều dùng mật ong hết. Mọi người thêm vịt nó căng tròn rất là đẹp. Và làm sao mình phân biệt giữa màu tự nhiên mật ong? Mật ong ấy, thì đây. Dạ. Con vịt đây. Thế màu mật ong ấy thì nó sẽ có cái chỗ này nó vẫn còn trắng này. À, hai cái nách hả? Nó không lên được hết màu. À, dạ. Đấy. Trong quá trình chút nữa mình nướng thì nó còn lên tiếp thôi. Dạ. Nhưng mà nó chỉ lên được như này thôi. À. Chứ còn ở đâu mà người ta lên màu nó đẹp thì nó cắt cái chất tạo màu á. Dạ. Nó đều. Nó đẹp lắm mà nó không được như này. Dạ. Mà này màu tự nhiên cũng có mật ong rồi nè. Mọi người thấy cái màu là rất là đẹp và cái này mới là nướng lửa một thôi à. Đó, gà giờ tự lên hết rồi, còn đợi cái giò nữa mọi người ơi. Anh làm rất là bài bản luôn á. Cái lòng nò này nó tốt lắm, tại vì cái nò này mình đóng ở Hải Dương thôi. Dạ. Đóng ở Hải Dương thôi, kéo vào đây. Từ Hải Dương mình bắt tới đây. Đúng rồi, chứ cái dạ. Nò trong đây có nhưng mà chất lượng không có, mình không làm. Dạ. Ủa, anh chủ mình tên Thiên Phú luôn anh? Đúng rồi, tên là Thiên Phú luôn. Thiên Phú luôn, dạ. Hiện tại giờ đang có 4 cơ sở. Dạ. Ở đâu nữa anh ha? Một cái ở lên khu 45 Bình Hải Bình Tân. Dạ. Một cái thì 361B lên Đình Của. Dạ. Một cái thì 31 đường số 3 ngay chỗ chung cư Bộ Công An. Dạ. Và một cái ở đây. Dạ. Đây là cơ sở 3, dạ. Đây là Thiên Phú 3. Dạ. Mình lên trước khoảng mấy cái giờ anh? Mình cứ sáng lên 15 cây, 15 dạ. Cây. À, đã. Là một xíu đó mình chế biến sau mấy cái giò khác nữa. Mấy cái giò này là sáng sớm anh làm mọi người rồi. Một xíu mình sẽ quay những cái giò mà ảnh chế biến cho mọi người xem. Đó, thang bây giờ mọi người. Con giò này mình phải nướng từ 6 đến 9 cho nó thơm nó ngon. Dạ. Và nó chất lượng lắm. Mình nướng khoảng bao lâu thì nó chín cái con giò này anh? Con giò này nếu mà nướng thì nó rơi khoảng hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng luôn. Là cứ tự động cho nó xay vậy thôi. Đúng rồi, nó mình nhân màu mật ong là nó tự lên thôi. Dạ. Trong quá trình nướng mình có cần phải đảo than hay là như thế nào không? Có chứ. Dạ. Mình sẽ đảo cho nó đều cái con giò cho nó đẹp, dạ. Nó ngon. Dạ. Cho nó chín đều. Dạ. Nó đạt tiêu chuẩn, nó đạt chất lượng, đạt được 10. Dạ. Vịt nhiêu to anh? Vịt thì vịt cỏ 150 anh ạ, nó to 250. Anh lên trước phải làm giò mọi người ạ. Vịt to mà. Hai anh đi chung hả? Không. Không hả? Okay, những vị khách đầu tiên á. À, khi nào khách mua cái mình cho xong nước tiếp. Nướng lại. Món ăn đảm bảo luôn nóng nè. Người ta cái giò này nó bắt đầu nó không bóng bóng. Thank you.
này mình khò cái chân nó ha. Đốt cái lông đi. Dạ. Chắc cái sức nóng của than nó không đủ ha. Đúng rồi. Nó không chảy được mà nó lên thì nó không ngon. À, khi mà nó cái màu nó vàng vàng lên vậy là mình đốt nó được rồi. Mình sẽ khò cái lông nó sạch đi. Dạ. Sao mình không khò trước khi mình nướng anh? Mình khò trước là cái chân mình đang ướp ấy. Dạ. Nó không hết được. Dạ. Trong quá trình nướng này nó khô cái chân của nó ráo cái nước đi thì mình mới khò được nó hết. Dạ. Đây nó hết này, thấy không? Khò dạ. Là nó hết này. Dạ. Đấy, nó hết luôn. Đấy, cái chân nó khô nước đi ấy. Thì mình mới khò nó hết được, chứ còn nếu mà nó còn ướt thì mình không khò được. Để có kỹ thuật anh hết rồi nè. Đúng rồi. Cái này phải nói cái nào, cái này phải có kinh nghiệm ấy. Dạ. Lao mọi người. Mình phải lao cho nó khô luôn hả chị? Không, nó phải ra bị cháy. Dạ. Cái cỏ trong rưỡi đây. Dạ. Đấy, cái chân nó đang lên màu đây nè. Thôi. Sao vậy là chín hả? Chín á? Dạ. Chín tới nó mới ngon. Dạ. Thịt cỏ này còn 150 thôi. 150 thôi. Dạ. Đặc biệt mình cuốn giấy bạc đây này. Cuốn cái giấy bạc này thì nó sạch sẽ mà nó ngon. Dạ. Thơm. Rồi thơm ghê luôn. Cái hương vị. Dạ. Cái tăm hớt này cũng chất lượng ghê luôn mọi người ạ. Hớt này là hớt cỏ Lạng Sơn đúng không? Dạ. Mình vẫn chỉ tới Lạng Sơn do anh. Đúng rồi. Dạ. Nó từ bự gần nửa cái tủ luôn á. To rồi. Dạ, thơm. Cái da nó có giòn không anh? Da giòn. Dạ. Thớt, dao cực kỳ chất lượng luôn. Cái lá phía trong là lá mát mọc đúng không ạ? Đúng rồi, lá mát mọc nó thơm lắm. Dạ. Là mình cuốn giấy bạc cái này nó sạch sẽ mà nó ngon. Dạ. Cho mình cuốn vào. Trong quá trình người ta về tới nhà người ta ăn vẫn còn nóng hổi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Đây là có hai cái loại nước chấm thần thánh này. Dạ. Đấy. Nước tương đen này và nước muối ớt xanh. Dạ. Hai cái loại này chấm cái đồ nướng này rất là ngon. Thì mình ăn chung với rau này ha. Đúng rồi, chung tất cả các loại rau thơm. Và đặc biệt ở đây có rau rừng luôn. Dạ. Có rau rừng này. Dạ. Thơm lắm, ăn nó chất lượng. Nó lên màu vậy là mình phải quạt cái gì vô anh ha? Mình phải cho dầu ăn lên không nó cháy. Dạ. Để cho nó đều màu nó đẹp. Nó phải lên cái màu như vậy mình mới quạt dầu ăn rồi được. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ mới nướng cái loại này mới được có bao nhiêu phần trăm thôi, nhưng mà da nó đã giòn rồi này. Dạ. Da nó đã giòn rồi này. Đấy. Chưa lên màu hết nhưng mà da nó đã giòn lên. Da nó giòn. Wow. Đó. Bóp bóp luôn. Đó, da nó đã giòn rồi. Dạ. Cần phải kỹ thuật cao thì mới dạ.
nhiều kinh nghiệm thì mới nấy được chín. Thế còn nhiều người nướng nó nhừ. Dạ. Và nhiều chỗ thì nó luộc lên xong bắt đầu là nó mới nướng. À, coi là mình nướng chất lượng nó không thơm. Dạ. Còn mình đây thì mình nướng từ sống lên chín cho nên là cái chất lượng nó rút hết các cái nước và cái mỡ của nó ra. Cho nên là cái chất lượng nó đẹp, nó thơm lắm, dạ, nó ngon. Hết rồi. Dạ. Nhưng hiện tại bây giờ nó đang lấy chín rồi. Dạ. Dạ, rất giòn. Dạ, giòn tan này. Ra nó giòn lắm. Đấy. Ra nó giòn rồi. Mình vẫn phải xét lên thôi, nó được, nó cháy. Nhưng mà mình mua về để lâu nó còn giòn như vậy không anh? Mình phải làm hàng tươi cơ nó mới là ngon. À, hàng tươi, dạ. Cái chân giò này tính ra mình làm từ khoảng 4 giờ sáng. Dạ. Không, bắt đầu là mình ngồi ướp, mình khâu, bắt đầu là 7 giờ mới lên lò. À, dạ. 7 giờ, hơn 7 giờ nó bắt đầu lên lò, 8, 9 giờ, 10 giờ là có hàng cho khách ăn rồi. Cái này chả hơi không kịp cái gỗ này. Anh em mãi nói chuyện nữa, không chả hơi kịp. Mình chả hơi ra không nó vỡ. Sao mình chết vô để mình xả hơi ha. Xả hơi ra đây, đây. Ôi trời ơi. Dạ. Nó xịt ra mọi người ạ. Ôi này. Đấy, nó sôi cái chân giò luôn. Cái này là mình tiêm không kịp, nó bị bung ra, vỡ ra luôn. Mình có cái này khắc phục đó không anh? Không, bây giờ nó vỡ rồi thì hết thuốc chữa rồi. Có tay luôn. Dạ. Có tay luôn. Anh là nói chuyện với mình nên chưa tìm kịp nó bị vỡ luôn. À. Thấy à. Rất là nhiều kỹ thuật để làm cái giò ngon luôn á. Đây nè, nướng quá trình nướng này, nước nó ra này đó. Được, xịt 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 ra, rồi. Nước này là dầu mỡ này là tất cả các cái này nó co lại hết, nó rút dạ, lại hết. Dạ. Thì sẽ chất lượng nó thơm, nó ngon. Những màu đẹp mà còn rất là thơm luôn á, mọi người đứng gần cực kỳ thơm. Cái đây mình có dạy nghề không anh? Có. Dạ. Anh có nhận dạy nghề luôn á mọi người. Ở đây thì thật sự ra là mình cũng dạy nghề. Dạ. Và chia sẻ cho những anh em nào mà đang gặp khó khăn và muốn chuyển ra cái mô hình mà kinh doanh thịt gà và chân giò á. Dạ. Thì cái đó thì cái đầu tiên là mình dạy nghề là phải dạy bằng cái tâm. Dạ. Cái thứ hai á là mình phải có những người học của mình phải tâm huyết với nghề. Dạ. Thì mình mới dạy mới mang tới cái sự thành công, nhưng mà nếu mà học để chơi, học để biết thì khó. Dạ. Đúng rồi. Rất nhiều người học nghề ở đây xong là về kiểu là làm ăn cho gia đình thôi á. Dạ. Gia đình ăn uống hoặc là có đám tiệc ở kia thì người ta làm. Dạ. Đúng rồi. Một cái chân giò nếu mà lên màu hoàn hảo như thế này thì các bạn phải lên màu mật ong. Dạ. Đấy, mật ong thì nó đều màu, nó đẹp. Ngoài mật ong ra mình còn dùng gì nữa được không anh? Mật ong thì mình dùng mật nha. Mật nha. Dạ. Chỉ có hai cái đó là mình lên màu thôi, chứ còn đừng có cấp chất tạo màu cái gì dạ, cả. Dạ. Ăn nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ. Mình làm việc ấy, tất cả là mình buôn bán kinh doanh ấy, cái gì các bạn cũng phải làm bằng cái tâm. Dạ. Làm bằng hết sự tâm huyết của mình thì chất lượng nó mới là ngon. Đam mê nghề. Mình làm cái này được lâu chưa? Em làm cái này nếu mà vịt gà các thứ thì em làm được mười mấy năm rồi. Còn chân giò này thì nó mới nổ rộ lúc một thời gian gần đây thôi. Dạ. Anh là người ở quê là đi hay đi rừng á. À. Mình nướng, mình treo lên cái cành cây mình nướng để ăn thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta rầm rộ cái món này thì bây giờ mình làm nhiều. Anh là gốc Lạng Sơn luôn anh? Em ở Lạng Sơn luôn. Dạ. Xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Dạ.
cái nghề nướng vịt này là nhà em gia truyền ba đời rồi. Dạ. Từ thời các cụ đã làm rồi. Đây. Làng Sơn là nổi tiếng mấy món heo heo quay rồi. Đúng rồi. Em còn quay cả heo này. Dạ. Đầu quay heo rồi nhưng mà cái này nó cao quá không làm. Dạ. Mình thấy là mình bắt đầu mình làm chân giò mọi người. Ở đây là những cái lá mốc mật anh. Đúng rồi, cái lá này là lá mốc mật tươi. Dạ. Hiện tại cái lá này ở thị trường thì rất là nhiều nhưng mà mình phải chọn lựa cái lá là sao mà nó đạt tiêu chuẩn đúng không? Dạ, dạ. Và cái chất lượng nó đạt tiêu chuẩn nó thơm. Dạ. Chứ còn lá thì bây giờ nó nhiều loại lá lắm. Dạ. Ồ, rất là thơm luôn ha. Cái lá nào mà mình ăn sống nó cũng thơm. Dạ. Mà mình ra đây mình ngửi nó cũng thơm. Dạ. Cái mùi nó thơm lắm. Dạ. Còn trong quá trình làm chân giò thì mình phải chọn lựa. Dạ. Mình chọn như thế nào thì chân nó ngon anh? Cái đầu tiên là mình chọn hoàn toàn mình chân trước này. Dạ. Cái thứ hai á là mình chọn cái chân là nó đạt khoảng 2,4 2,5 cả xương ấy. Dạ. Thì nó chuẩn, nó đạt số lượng, nó đạt cái số cân nó độ chuẩn. Dạ. Chứ cái nhỏ quá là nó làm nó không ngon, mà to quá thì làm không được. Cái giò này á là người ta rút xương sẵn cho mình hay là về nhà mình rút anh? Cái này mình làm mối trực tiếp với cả mối là người ta rút sẵn cho mình. Dạ. Chứ còn nếu mình về nhà mình làm thì số lượng mấy chục cái thì mình làm không kịp. Dạ. Nó nhiều việc. Cho nên là nhưng mà đặc biệt các bạn phải chọn chân giò tươi này. Dạ. Đấy, hàng nó phải tươi như này này. Đấy, nó phải tươi thì nó mới đạt chất lượng, nó đạt tiêu chuẩn, nó ngon. Dạ. Chứ còn cái hàng đông lạnh thì nó rẻ thì rẻ thật đấy, nhưng mà nó dở lắm. Dạ. Nó không ngon đâu, nó không thơm. Muốn ngon mà muốn có thương hiệu nổi tiếng thì các bạn phải chọn cái hàng tươi. Dạ. Thực phẩm tươi ngon. À, bây giờ là mình chuẩn bị nêm nếm gia vị. Dạ. Mình ướp rồi mình nêm gia vị luôn. Dạ. Đấy. Đây, trong quá trình ướp ấy, thì các bạn phải khoanh ra như này. Còn gia vị của nó đây. Gia vị trong đây thì nó có rất nhiều loại. Dạ. Nó rất nhiều loại gia vị nhưng mà để tuyển chọn cái gia vị vào đây thì nó rất là cần nhiều thứ. Toàn đồ rừng thôi. Dạ. Cho nên nó toàn đồ rừng. Cái nguyên liệu nào mà nó là chủ yếu trong đó? Chủ yếu thì các cái chủ yếu trong đây là mắm muối và là các cái hạt dổi, hạt mắc khén, hạt mắc mật. Dạ. Thảo quả và hạt địa liền. Dạ. Cái củ địa liền ấy nó thơm lắm. Đấy. Để thành công một cái chân giò thì các bạn phải học rất nhiều cái. Dạ. Thường thì mình ướp trong khoảng bao lâu thì mình nướng được anh? Cái này mình ướp thường khoảng 1 tiếng. 1 tiếng. Còn nếu mà khách đông quá mình nướng liền được không? Khách đông quá thì mình cũng phải ướp cái kiểu đó. Dạ. Thì nó mới ngấm gia vị, nó mới là đều, nó mới dạ. Ngon. Ôi thơm quá. Thơm có mùi lá mốc mật. Đấy. Cái lá mốc mật này các bạn cho vào đây thì nó thơm. Dạ. Khi trong quá trình nướng nó tiết ra một cái nhựa. Dạ. Cái nhựa. Cái nhựa ở trong cái lá mốc mật ra nó thơm lắm. Dạ. Nó đạt tiêu chuẩn. Mình ngồi mình làm vậy nó sẽ dễ hơn so với mình đứng mình để trên bàn ha. Đúng rồi, mình đứng mình làm thì nó khó lắm. Dạ. Kiểu mình đứng mình làm thì nó ngược tay. Dạ. Mình ngồi mình làm này thì nó thuận. Nên nó quen tay rồi á. Dạ. Ngày không mấy chục cái không quen tay. Cái này mình sử dụng chỉ gì mà khi mình quay lên nó không bị đứt à? Cái chỉ này là chỉ của thợ xây. Dạ. Chỉ bình thường không? Chỉ bình thường thôi. Dạ. Tại vì khi trong quá trình mình khâu thì nó nằm ở trong này nó không cháy rồi. Dạ. Đấy, trong quá trình khâu đây là mình đã khâu thành công xong một cái. Dạ. Đấy, tới cái giai đoạn này là mình cột nó lại thôi, buộc nó lại. Đấy. Cái này là mình khâu để buổi chiều mình sử dụng cho cái đợt buổi chiều đúng không anh? Đúng rồi, cái này mình khâu để chiều mình nên nên. Rồi. Đấy, đã xong một cái. Các bạn phải chọn chân giò tươi nhá, nó mới là ngon. Bạn nên chọn cái lá tươi luôn. Dạ. Lá tươi thì nó thơm.
À, chứ mình không có xào có lá lên hả anh? Không, cái loại xào này nó mất hết vị. Dạ. Yeah. Nó mất hết cái hương vị của nó. Để nguyên cái vị của nó ngon. Thường một cái giò vậy là khoảng bao nhiêu ký à? Cái này nếu mà chưa nướng thì nó rơi khoảng 2,4 kg, 2,5 kg. Dạ. Còn nếu mà nướng thành phẩm rồi nó còn hơn 1 ký không? Dạ. Vậy nên khi mình thành phẩm đó mình bán giá như thế nào ạ? Thành phẩm thì bán là hiện tại bây giờ là 270 một cân. Dạ. Tính theo cân. Tính theo cân, 270. Mình mua, mình bán tối thiểu là bao nhiêu thì được ạ? Tối đa là bán nửa cái hoặc một cái. Dạ. Vậy là khách hàng mua ít nhất là nửa cái. Đúng rồi, mua ít nhất là nửa cái. Dạ. Và đặc biệt là trong thành phố Hồ Chí Minh này em giao hàng tận nơi. Dạ. Tiền ship thì chia đôi. Bên nhà em chịu một nửa, còn bên người mua chịu một nửa. Dạ. Tùy cái lớn cái nhỏ. Dạ. Nếu mà ship đi xa quá thì cái độ giòn của nó còn giữ ngon không anh? Nó còn nhưng mà tối đa chỉ được khoảng hơn 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Dạ. Chứ để lâu rồi nó cũng mềm. Dạ. Đấy. Đấy là các bạn đã không xong, nhưng mà giờ cắt cái gân này đi cho nó phải co lại này. À. Đấy. Mình phải cắt cái gân nó đi. Đúng rồi. Thì dạ, nó không co lại. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Không có cái trình xiên nhá. Dạ. Mình xiên vào giữa cái chân giò. Đấy. À. Đấy. Xiên vào giữa như vậy. Đây, sao cho nó cân vào giữa này. Dạ. Cân này. Xong rồi mình đóng nó xuống. Vậy là xong ha. Dạ. Nó xiên thành công. Dạ. Sau đó trước đó mình chỉ có lên màu mật ong thì mình nướng thôi. Dạ. Khi nào thì mình cho lên mật ong được anh? Hay khi chuẩn bị nướng mình mới cho hay là sao? Khi nào mình lên nò thì mình cho. Dạ. À, khi chuẩn bị nướng thì mới cho mật ong mọi người. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cái này là để chuẩn bị chiều mọi người. Còn cái đợt buổi sáng đây nè. Các bạn lên màu vịt gà và chân giò ấy. Dạ. Các bạn sẽ lên màu bằng mật ong này. Dạ. Mật ong này. Cái loại mật ong này nó bán ở các cái nhà thuốc nó có. Dạ. Mật ong thì nó đều màu nó đẹp. Dạ. Chứ mình hay nói không với hóa chất. Dạ. Thì khách hàng người ta tiêu dùng người ta tin tưởng là ăn nó ngon hơn. Dạ. Mà nó thơm. Khách kính là mọi người thấy màu lên rất là đẹp luôn. Không những cái màu đẹp mà cái mùi thơm của lá mốc mật á. Mọi người đứng xa xíu thôi, ngửi rất là thơm luôn. Đó, cái màu lên nè. Vừa nắng và vừa nóng luôn mọi người. Dạ. Đấy. Chính gốc lại sơ. Những cái nào mà gần chín là mình cho lên trên ha anh? Đúng rồi, cho lên trên đi đàn 2 để nó lên chín. Dạ. Mình sao mình biết được là nó đã chín hay chưa anh? Ở trong quá trình nướng ấy, mình phải cần có một cái kinh nghiệm rút ra từ xương máu đấy, đây này. Đấy, ví dụ cái chân giò nó là sôi này.
À, đang sôi gì vậy đó? Đó, nó sôi nè. Dạ. Là mình kiểm tra cái độ chín của nó. Dạ. Ví dụ mình chín nó khoảng 80-90%. Dạ. Là mình gác lên đây. À, gác lên đây. Gác lên đây là cho cái nhiệt độ của nó tự lấy chín của nó. Dạ. Thì cái chân giò nó tươi nó ngon. Dạ. Thì khách ăn cái mình làm sơ cái nóng cái nữa là được. Mình lấy nóng rồi lấy giòn ra là mình băm thôi. Dạ. Trong quá trình như là như thế. Đây cái này đang chuẩn bị sôi này. Dạ. Đấy, cái này chuẩn bị sôi đấy. Dạ. Thế này chất lượng nó đạt từ 10 nó ngon. Dạ. Lấy cái hộp đi. Cái này là khoảng nhiều ký ạ? Cái này là khoảng ký 3, ký 4. Dạ. Tầm đấy. Đặc biệt ở đây mình bọc dây bạc luôn. Dạ. Đấy, bọc dây bạc nó sạch sẽ. Cái này nó mà tính ra tiền là khoảng bao nhiêu? Cái này... Ký 3, 270 một ký thì là rơi vào 350. Dạ. Nói chung là tầm hơn 300. Cái lá bốc mặt này thơm quá, cực kỳ thơm luôn. Đây này, thịt chân giò tươi này là cái thịt nó mà đẹp lắm. Dạ. Tươi nó ngon. Một cái chân giò đây. Dạ. Hai gói mì. Hai gói mì. Nước chấm rau dưa này. Dạ. Cái này đã chín rồi ha? Chín rồi đấy. Dạ. Nghe cạo thôi là nghe kêu rớp 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 rồi ha. À, cái độ giòn nó ngon lắm. Dạ. Nó giòn. Nó giòn lắm. Cái này về uống rượu thì ngon. Dạ. Quá trình chặt đây thì các bạn phải tuyển dao và tuyển gốc nó phải chuẩn đúng không? Dạ. Đấy, độ giòn của nó này. Và vừa hàng đóng lên nghe kêu rớt rớt luôn ha. Cái này để em xem trước. Cái này nó hơi vướng, ông đứng ra nó vướng. Dạ. À, bị vướng. Rồi. Rồi, đấy. Thơm quá, thơm mùi lá mốc mặt ghê. Cái da nó phải giòn rợp như vậy thì mới ngon hay năng. Đúng rồi, cái da nó phải giòn ra nó mới ngon. Đứng đây nghịch tay dướng tay anh. Nhưng mà đứng đây thì nó ánh nắng nó đẹp. Đây để bỏ mấy cái đèn. Đẹp quá. Cái thịt nó chín hồng hào luôn ha. Đúng rồi, nó mới chín tới nó mới ngon. Dạ. Nó chín quá là nó bị nhừ. Đấy, ra. Chất lượng ra này. Mình mua mình để hộp kính nó có bị xùi cái dao mà mình có mình cái này mình phải tiêu dùng luôn nhưng mà để nó không ngon. Dạ, dao nó không ngon. Dạ. Đây, cho các bạn xem. À, rồi, cảm ơn anh. Đây anh Tuấn mời mình luôn ăn hàng nóng luôn mọi người. Mới vừa quay lên á, mọi người thấy cái màu rất là đẹp luôn. Wow, thấy chưa? Cái này thì mình sẽ ăn chung với dưa và các loại rau. Đó, mình thích ăn dưa thôi cho nó giòn giòn. Và đặc biệt ở đây nó có hai loại nước chấm nè, mà mình thích chấm cái nước xanh này nó sẽ cay cay mọi người.
Trời ơi, coi cái miếng thịt nè, vừa chín lên hồng hào, bốc khói, vẫn còn bốc khói luôn mọi người ơi. Đó, bây giờ chắc khoảng hơn 10 giờ xíu thôi, mình chưa đói bụng nhưng mà nhìn thấy là muốn ăn liền luôn, cực kỳ thơm luôn mọi người ơi, màu đẹp, mùi thơm. Và bây giờ còn thưởng thức nữa coi coi như thế nào nữa là ok rồi đó. Đó, mình sẽ ăn thử cái vỏ trước đi ha, cái da đó. Ngon rụm luôn á. Cái vị ớt của anh nó rất là đậm đà mọi người ơi, nó thấm ra cái da luôn. Tuy là nãy mọi người thấy là ảnh ớt là phía trong miếng thịt á. Mình thấy là rất là nhiều kỹ thuật để tạo ra được cái giò, chân giò nướng rút xương này. Đó, đây là cái vỏ nó nè, cái da á mọi người. Này giòn rụm luôn chứ không phải giòn tan nhau. Đó, ăn cái miếng dừa. Cái da vô cùng xuất sắc rồi, giòn, thấm vị đậm đà, thơm nữa. Còn đây mình đang ra cái miếng thịt này nha. Đó, nó còn có một cái lớp mỡ nữa mọi người, có lớp mỡ đấy nè. Mình sẽ ăn cái miếng thịt này. Thịt mềm thấm vị ghê luôn. Cái gia vị gần như là nó thấm vào cái miếng thịt đó. Vị rất vừa phải luôn. Một phần nữa là có bánh mì thêm heo. À, thường là mình sẽ có bánh mì thêm heo. Dạ. Cái này bánh mì là đang hỗ trợ dịch Covid-19 như này. Chỉ tặng thôi. Dạ, rồi cảm ơn anh. Bây giờ mình sẽ chấm cái muối ớt xanh này nha. Muối ớt xanh này nó là cái đặc sản của ảnh luôn á. Thơm, cay cay mọi người, thơm cay nồng, mùi rất là dịu á. Vị rất là dịu, không bị gắt. Sẽ chấm với miếng thịt này đi ha. Phải công nhận là vừa nướng lên nóng á, ăn vô cùng hấp dẫn. Cái này người tới mình kiếm cái nào mình mua mình ăn liền luôn. Sẽ chấm, sợ đợi lâu quá cái da nó bị mềm rồi. Chấm với ớt xanh. Phải công nhận thì mình ăn với muối ớt xanh nữa thì cái vị á nó thấm vào, nó đậm đà hơn, rất là ngon luôn, vô cùng hấp dẫn luôn. Cái muối ớt xanh này xuất sắc luôn mọi người ơi. Hôm nay tới mùa thì không nên bỏ lỡ cái nước chấm này nha. Mình đang ngay chỗ gân á, giò gân á, chứ xịt xịt luôn. Lá mất mặt. Quá xuất sắc. Miếng này vừa có da, có thịt, có mỡ. Da giòn, thịt thấm vị và mỡ nó béo béo người. Quá đã luôn, mình chưa có ăn gà với vịt.
mình chưa biết vị là sao nhưng mà mình thấy cách ảnh nướng á rất là kỹ luôn, màu đẹp thơm. Và riêng về cái giò này quá xuất sắc mọi người ơi, anh chị các bạn mình nếu mà yêu thích cái món ăn đường phố, đặc biệt là cái món giò rút xương á, nướng lá mốc mặt mà chính gốc Làng Sơn, thì mình có thể ghé qua địa chỉ này. Những cái thông tin số điện thoại, địa chỉ, thời gian bán á, giá cả mình sẽ để phần bình luận đầu luôn, anh chị các bạn mình xem và mình click vào thôi. Đó, quá hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin phép ba và gặp lại mọi người vào video tiếp theo.